Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên Youtube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 121 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Tối hôm đó, sau khi tả tử đa ngủ say, con rồng nhỏ lại đến với tràn đầy cảm giác thành tựu lão đại. Vừa gặp mặt mà con rồng nhỏ đã nịnh nọt gọi, khiêm nhường một cách chưa từng thấy. Hử? Tả tiểu đa nhíu mày. Sao con rồng này lại đổi cách xưng hô rồi, gọi ta là lão đại? Lẽ nào ngươi nghĩ ngươi gọi ta là lão đại thì ta sẽ nể mặt ngươi, cho ngươi lợi ích? Có phải đến lúc đó lại đòi phí xưng hô? Ta không có, ta không cho. Lão đại sau này người chính là lão đại của ta. Bên phía tiểu đệ, có quà. Tiểu Long rất ân cần, Quân lý tả tiểu đa, quanh quẩn bay lượng, nẹp vẽ mặt nịnh hót. Ta sẽ không cho ngươi, không cho ngươi, ngươi dẹp ý nghĩ đó đi. Đến lúc này, tả tiểu đa vẫn còn đang đau lòng một cách khó hiểu, vì một giọt mà hắn cho tên nhóc này khi trước. Nếu như biết trước trong mơ cũng có thể cho được, thì ta sẽ cho sao? ta không nghĩ sẽ lấy không đâu. Tiểu Long cầm ra một sợi dây thể khí màu xanh dương đang nhấp nhô, lao nhanh từ trong móng vuốt, giống như dân vật quý. Lão đại, ta thấy cái tháp kia của ngươi, đến lúc này vẫn không có thứ gì có thể lớn lên được. 99% là vì địa mạch chi khí không có đủ, vậy nên ta lại làm thêm cho ngươi nửa sợi nửa này. Vẻ mặt của con rồng nhỏ kiểu Người thấy ta có hiểu chuyện không? Mau khen ngợi ta đi. Nửa sợi Tả tiểu đa nhìn thể khí màu xanh dương nhạy cảm nắm lấy chữ mấu chốt. Đây là nửa sợi sao? Ta thấy đã rất hoàn hảo rồi nhưng mà chỉ là nửa sợi thôi ư. Ừ. Trong lòng tả tiểu đa cảm thấy rất thần kỳ. Xem ra ta thật sự còn phải học rất là nhiều thứ. Thôi xong Lão đại nhìn ra đây không phải là nửa sợi rồi. Con rồng nhỏ lập tức cảm thấy bản thân bị lộ rồi, vẻ mặt ngại ngùng. Lão đại thứ lỗi, chỉ là muốn tách một sợi địa mạch nguyên vẹn ra rất khó. Ta cũng đã tốn rất nhiều thời gian. Lần trước đã cho người một phần ba rồi, lần này vẫn là một phần ba sợi thôi. Cái này thật sự không đến nửa sợi. Lão đại có đôi mắt thật là tin tưởng. Tả Tiểu Đa vệnh mũi lên trời hừ một tiếng rồi trừng mắt nói. Người nghĩ chút thủ đoạn nhỏ đó của người có thể lừa gạt được ta sao? Lần trước là ta biết rồi. Trong lòng Tả Tiểu Đa có tính toán lần nữa chiếm ưu thế. Tên nhóc con này là lừa gạt ta. Khoảng thời gian này ta đã lạnh nhạt với ngươi như vậy rồi, mà trong lòng ngươi vẫn còn không rõ sao. Vẻ mặt của tả tiểu đa lạnh lùng. Lão đại, ta sai rồi, con rồng nhỏ cúi thấp đầu, lắc lắc cái đuôi, thành khẩn nhận sai, biểu cảm rất là đáng thương. Tả tiểu đa thản nhiên nói. Lần này tính người một công, nhưng mà đại mạch chi thế mà người cầm đến, suy cho cùng cũng không phải là một sợi nguyên vẹn. Công dụng bị hạn chế rất nhiều, hay nói một cách đơn giản, không có tác dụng gì như trước. Con rồng nhỏ phục sát đất. Lão đại, quả nhiên học rộng biết sâu. Nhưng mà ta muốn tách một phần ba đó ra, ít nhất cũng cần đến 6-7 ngày. Còn rất là rắc rối. Hơn nữa, còn không thể khiến cho chỗ bị tách ra, ngay lập tức trở thành khí mạch chân không. Bởi vì như vậy sẽ xảy ra chuyện. Vì vậy, muốn gắn lại nguyên vẹn, có thể cần phải qua thời gian mấy ngày. Ừ, ta biết rồi. Tạ Tiểu Đa rất khoan dung đại lượng nói. Người cũng vất vả rồi, như này đi, Đợi đến khi ngươi gắn kết lại thành một sợi địa mạch, thì ta sẽ tặng cho ngươi một giọt khí vận của ta." Con đồng nhỏ nghe, hạnh phúc hai mắt phát sáng. Địa thế chi mạch này theo như con đồng nhỏ thấy, thì ít nhất cũng không phải là thứ đáng giá đến như vậy, ít nhất hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với vật phẩm giao dịch mà Tả Tiểu Đa đưa ra khi trước. Có qua có lại, mục đích chính chẳng qua là xây dựng quan hệ, tìm cách gần gũi Khoảng cách công việc thực tế vẫn thiếu một khoảng lớn. Không ngờ chỉ vậy thôi đã có thể có được một giọt. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Cảm ơn lão đại. Lão đại, uy vũ, đại khí. Con đồng nhỏ nịnh hót tưng bừng. Vì kết thân với tả tiểu đa mà mấy ngày nay nó đã lén lút đọc rất nhiều sách, nhất là liên quan tới nịnh hót, còn đặc biệt rèn luyện rất nhiều. Xem ra kết quả có tác dụng sau này cần phải không ngừng cố gắng bỏ cái cũ tạo ra cái mới chỉ cần ngươi trung thành tuần tụy với một mình lão đại ta đây thì lão đại tuyệt đối sẽ không đối xử tệ với ngươi sau này đừng làm loại chuyện không chính đáng như này nữa người nói người làm có ít sao có thể lừa được ai đây đây chỉ là số thông minh của ngươi hả tả tiểu đa nghĩ đến cuộc đời xem bói của mình sắp bắt đầu ở cao võ tiềm long điểm khí vận sẽ ùn ùn không ngừng xuất hiện nên ngay lập tức trở nên rộng rãi, đến ngân phiếu khống mà cũng dám ký. Con rồng nhỏ xấu hổ. Ta nhất định sẽ như vậy, bây giờ ta sẽ lập tức trở về, di chuyển một phần ba khác của sợi địa mạch chi khí. Con rồng nhỏ rất là hiểu chuyện. Lão đại an tâm, ta nhất định sẽ trung thành tận tụy, mãi không thay lòng. Nó lập tức ý thức được, ngân phiêu khống mà tả lão đại mở có yêu cầu trước nhất chính là phải ngoan ngoãn, trung thành, nghe theo. Chỉ số thông minh của con rồng nhỏ lúc này rõ ràng đã được nâng cao hơn một khoảng lớn rồi. Người cũng chỉ đừng dành thời gian cho một sợi địa mạch một cách ngu ngốc như vậy. Phòng hải bên này nhiều địa mạch như thế cũng chưa chắc cứ phải là địa mạch long mạch đâu. Có thể bất cứ địa mạch nào cũng được tách ra một phần ba hay một phần tư toàn bộ đều đem đến đây thì không phải bên phía chúng ta sẽ nhiều hơn sao? Đúng không? Ba sợi địa mạch, mỗi sợi tách ra một phần ba. Chúng ta há chẳng phải có một sợi nguyên vẹn sao? Cứ làm như vậy, hai sợi khác cũng sẽ không có ảnh hưởng gì quá lớn. Người nói xem có đúng không? Nếu như 18 sợi địa mạch, mỗi sợi tách ra một phần ba thì sao? Mỗi sợi tách ra hai phần ba thì sao? Người đó còn rất là ngây thơ. Tả tiểu đa tận tâm chỉ dạy nghĩ cách cũng không chu đáo loại chuyện lợi dụng chiếm lợi ích như này kiên kỵ nhất chính là làm màu phải kiên trì làm lâu dài chậm rãi ví dụ như khi đi làm trộm trà từ trong tủ khóa của chủ quán một lần chỉ lấy một ít mỗi ngày chỉ trộm một lần ai ta nói những thứ này với ngươi làm gì chứ hai mắt của con rồng nhỏ phát sáng giống như được truyền thụ trí tuệ đúng rồi sao ta nghĩ không ra nếu như làm như vậy thì ta sẽ có thể thoải mái rất nhiều giống như những gì tả tiểu đa nói địa mạch ở bên đây nhiều như vậy mỗi một sợi tách ra một ít xem ra cũng không sao ta hiểu rồi lão đại vậy bây giờ ta đi làm việc đây con rồng nhỏ rất vui vẻ đi đi tâm trạng của tả tiểu đa lúc này cũng rất tốt địa mạch thuộc về ta địa mạch của một mình ta sắp hoàn chỉnh rồi lúc này con rồng nhỏ đã vui vẻ rời đi hôm nay có tiến triển rất lớn. Hôm nay nói chuyện lâu như vậy là lần duy nhất không phải bị ép buộc đi, mà là tự ta nói muốn đi. Vách đá treo leo này là một mở đầu tốt đẹp, nhất định phải duy trì, gìn giữ đến lần sau. Hơn nữa, lão đại còn dạy cho ta rất là nhiều kinh nghiệm quý giá. Nhưng mà vấn đề là, sao lão đại lại có kinh nghiệm như vậy chứ? Càng nghĩ càng sợ nha. Sau này, không thể dở trò mưu trí với lão đại được con rồng nhỏ lập tức hạ quyết tâm. Theo thói quen của con người, thì mối quan hệ càng thân mật sẽ càng dễ nói chuyện. Đợi ta và tả lão đại thân thiết với nhau hơn, sau này ta có thể tùy ý lấy giọt nước đó đi, muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu. Giọt nước này rất thoải mái. Càng nghĩ càng vui, con rồng nhỏ bay đi với tinh thần hăng hái. Mà tả tiểu đa cũng đắm mình trong mơ, vẻ mặt mơ màng. Một sợi địa mạch có ít quá không? phải tranh thủ lấy được thật nhiều thật nhiều sợi chứ, tốt nhất là bỏ hết vào. Nhiều địa mạch tập hợp cùng nhau như vậy, chẳng phải các thực vật quý hiếm sẽ có thể tự do phát triển hay sao? Liệu loại tác dụng thật sự của việc kết hợp không gian và thời gian của việc không tháp có thể hoàn thành được không? Càng nghĩ càng cảm thấy loại khả năng này là cực kỳ lớn. Một ngày sinh trưởng được một cây linh dược ngàn năm, đầy đủ tất cả các loại. Ôi, máy tính bây giờ có thể tính được con số đó không? Cuối cùng, tả tiểu đa tự làm mình phân chấn đến tỉnh ngủ. Vừa tỉnh dậy, bởi vì tinh thần phấn khích đang dâng cao nên không thể ngủ tiếp. Dứt khoát, bắt đầu tìm kiếm sách về phương diện vòng khí ở trong đầu, xem thử về việc địa mạch có thể kết hợp thành siêu cấp linh mạch hay không. Dần dần phát hiện, thật sự có rất nhiều thứ bản thân còn chưa biết hết. Xem ra sau này cần phải xem thêm nhiều sách về phương diện này mới được. Bản thân càng có nhiều kiến thức thì càng tốt, không đúng sao? Tả Tiểu Đa nhớ đến thư viện lớn của cao võ Tiềm Long, không chịu được cảm thấy đau đầu. Tốt nhất là nên hết tất cả vào trong ngọc giảng, sau đó tự mình tìm văn hành thiên để trực tiếp lĩnh ngộ. Như vậy là không sợ nhiều lắm. Tả Tiểu Đa định ngày mai sử dụng 10 điểm để đi đến thư viện xem kết quả Đến sáng sớm hôm sau, tả tiểu đa vừa đến trường học, đã thấy hạng sung xông đến, trực tiếp chặn tả tiểu đa trước cổng nơi người đến người đi. Lớp trưởng tả, xem giúp ta cái đi. Nói rồi trực tiếp lấy ra 50 viên tinh hồn ngọc thượng phẩm sáng lấp la lấp lánh, tản ra linh khí nồng nặc, nhét vào trong tay của tả tiểu đa. Lớp trưởng tả, gần đây có hơi viêm màng túi, người đừng để ý nha, tuyệt đối đừng có chê ít, chút ít lòng thành này không đáng để ý. Tả Tiểu Đa từ chối. Đều là bạn cùng lớp với nhau, sao phải khách sáo như vậy? Ai, à, người cũng đã hao tổn bản thân mà. Tả Lão Đại cầm lấy bồi bổ cơ thể. Người trân trọng sự giàu có như người, không so với những người khác được. Hàng Xuân nói. Một người khăng khăng muốn đưa, một người khăng khăng nhúng nhường, đẩy qua đẩy lại. Hàng Xuân ngáo luôn. Một người thôi lỗ cọc cằn 2m27 ngơ ngát ngay tại chỗ. Lớp trường tả Ngươi đã thu vào nhẫn không gian rồi Chị nói miệng cái gì là sao Mới sáng sớm đã có 50 viên thượng phẩm vào trong túi Hiện thực này khiến tinh thần của tả tiểu đa Vô cùng thoải mái dễ chịu Nhanh chân nhanh tay thu lấy tinh hồn ngọc Rồi thông thả nói Người viết một chữ để cho ta xem. Hàng sung bơi rối lo lắng. Viết chữ là chữ gì? Chưa từng nghe qua câu phải viết chữ. Ta chỉ đến phối hợp diễn kịch thôi mà sao còn phải viết chữ chứ? Đây chính là ngoài mức phục vụ, ta chỉ bán thân không bán nghệ, hiểu không? Mà lúc này các học sinh đứng xem càng lúc càng nhiều, mỗi một người đều xem rất nghiêm túc, đương nhiên cũng có vài người cười đùa cợt nhã, rõ ràng là có dự định xem náo nhiệt. Hàng sung suy nghĩ một lúc lâu, nhặt một nhánh cây viết một chữ tình lên trên mặt đất, có chút khó chịu hỏi. Lớp trưởng tả, chữ này, được không? Được rồi, chữ này là được rồi. Tùy tâm trỗi dậy, thiên ý khó lường. Tả Tiểu Đa khẳng định nói. Vậy lấy chữ này đi. Hạng Xuân đáp. Hắn cảm thấy bản thân không có vấn đề gì. Đến làm người diễn kịch rất đơn thuần. Ta là một người thành thật. Làm nhiều hơn một chút, chính là nhiều hơn một chút, cũng không sao. Cho dù chút nữa người có nói cái gì, ta cũng đều sẽ đáp. Wow, chuẩn dữ vậy hả? Lão đại giỏi quá, giỏi quá đi, Tả Tiểu Đa nhìn chữ tình kia, ngược lại rơi vào trạng thái do dự. Nếu như Hạng Sung không viết chữ này, thì Tả Tiểu Đa thật sự sẽ không quá để ý đến tướng mạo của hắn. Bởi vì không có bất cứ tai nạn nào. Liếc mắt vọng khí là có thể biết được đầu mối. Nhưng mà vừa viết chữ này là nhìn tướng mạo của Hạng Sung. Tả Tiểu Đa nhảy bén phát hiện có chỗ không đúng lắm. Tình, có lòng mà làm. Trong lòng 12 tháng Tả Tiểu Đa nhẹ nhàng thở dài. Yên chi sát, đời này khổ. Trong lòng hạng sung bối rối khi nghe lời tiên tri của Tả Tiểu Đa. Tả Lão Đại, lời này của ngươi là sao? Cuối cùng là gì? Là không phải chuyện tốt hả? Ta tặng ngươi vài câu, chỉ cần ngươi thật sự làm theo, làm đầy đủ, có lẽ sẽ có thể xoay chuyển. Ánh mắt Tả Tiểu Đa nghiêm trọng, nhìn lên chữ viết trên mặt đất rồi thản nhiên nói khi tim này động trời đất rỗng, một năm bốn mùa khổ lên đênh, trong 12 tháng nhìn trời oán hận, lúc đầu sao lại không vô tình. Hàng sung kiếp hoa đào, yên chi sát. Nếu muốn tránh né, vậy thì trước khi quy nhất đừng xin lòng yêu đương. Hàng sung càng trở nên ngẩn người, mặc dù không hiểu lắm nhưng vẫn cảm thấy rất lợi hại. Hắn gãi đầu nói. Ở lớp trưởng tả, lời người nói mơ mơ hồ hồ có thể nói rõ ràng hơn chút được không? Tả tiểu đa thở dài. Người chỉ cần nhớ, trước khi quy nhất, đừng động tình là được, ờ, chính là trước quy huyền. Với tu vi người, tin là cũng không cần quá nhiều thời gian để đến quy huyền đâu. Nhưng mà với tính cách của người. Tả tiểu đa than thở từ tận đáy lòng bởi vì hắn biết, người trong thế gian có lẽ chỉ có chuyện này là khó kiềm chế được nhất. Tình cảm nam nữ xuất phát từ tim không thể chắc chắn khi nào trong lòng đột nhiên sẽ rung động giống như lửa cháy lan đến đồng cỏ một khi cháy rồi sẽ không thể nào cứu vãn được cho dù bản thân đã mở miệng nhắc nhở nhưng chuyện đã ập lên đầu hạng xung có thể làm được hay không thì tả tiểu đa không nắm chắc chút nào bên khác hạng băng mặc đồ trắng đôi mi xinh đẹp nhíu lại đang âm thầm học thuộc những lời tả tiểu đa nói khác với hạng xung hạng băng tin tưởng vào những lời phán quyết của tả tiểu đa một cách vô cùng hết lòng. Nàng tin chắc tại tiểu đa đã nhìn thấy gì đó cho nên mấy câu liên quan đến anh trai mình kia nàng đều nhớ rõ không bỏ sót chữ nào. Sau khi trở về nhất định phải để cho cha tìm người phân tích kỹ từng câu từng chữ xem thử rốt cuộc là có ý gì. Dù sao cũng cảm thấy không phải là chuyện gì tốt. Không thể đi tìm vợ hay là tình cảm xảy ra vấn đề. Hàng băng có chút nâm nớp lo sợ tả tiểu đa khu khu tay. Giải tán đi, giải tán đi, vào học thôi. Còn 20 phút nữa thôi. Lúc này lớp trưởng lớp 2 bước đến. Lớp trưởng tả, xem giúp ta với. Tả tiểu đa câu mày. Lớp trưởng lớp 2, Quế Hiểu Thành do dự một chút, lập tức đưa đến 50 viên tinh hồn ngọc thượng phẩm. Làm phiền lớp trưởng tả rồi. Người muốn xem gì? Lần này đến cả giả vờ từ chối, tả tiểu đa cũng không làm, trực tiếp nhận lấy. Hắn nhìn ra rồi, vẻ mặt của tên này đang đau khổ. Nếu như bản thân mình thật sự nhúng nhường, thì rất có khả năng tên này sẽ thật sự lấy lại tinh hồn ngọc. Đã giả vờ già mồm một lần rồi, nếu giả vờ một lần nữa, thì thật sự không đáng tiền. Hơn nữa, nếu như hắn lấy lại thật, ta cướp lại ngay tại chỗ có phải là quá mất mặt không? Dạo gần đây, lúc nào cũng mơ thấy ác mộng, mơ thấy tường nhà ta bị sập. Trước sau đã mơ thấy ba lần rồi. Bình thường nằm mơ vừa tỉnh dậy đều sẽ quên hết, ít khi nào nhớ được. Nhưng mà ba lần này lại nhớ vô cùng sâu sắc. Càng cảm thấy sự cố khác thường, hoang mang trong lòng. Muốn nhờ lớp trưởng tả chỉ điểm bến mê. Quế Hiểu Thành câu mày nói. Như vậy sao? Tả tiểu đa nhìn tướng mạo của hắn sớm đã nhìn ra rồi, đúng là gia tộc đang có vẻ sắp xảy ra tai họa chỉ là xảy ra một cách âm thầm điềm báo trong mơ kia không phải là bắn tên không đích tả tiểu đa do dự hồi lâu rồi câu mày nói ta tặng ngươi vài câu ngươi truyền lại cho người có thể đưa ra quyền quyết định trong gia tộc nếu như để giải quyết nguy cơ lúc đó thì số tình hồn ngọc này của ngươi không có đủ đâu quý hiểu thành câu mày nói không thành vấn đề Bây giờ trên người ta chỉ có nhiêu đó Nếu như giải quyết được vấn đề Đến lúc đó đương nhiên Phải cảm ơn lớp trưởng tả thật là tốt rồi Đây không phải là lấy giá trên trời Các vấn đề trên người Quế Hiểu Thành Hay thậm chí là vấn đề về gia tộc của hắn Là chuyện không thể nào coi thường Nếu như việc này có thể giải quyết được Thì 50 viên tinh hồn ngọc thượng phẩm Chẳng qua là con số nhỏ lẻ mà thôi Nếu như con số này trở thành cách làm thường lệ Sau này ai đến hỏi chuyện Đều dựa theo con số đấy Thì tả tiểu đa sẽ thiệt thòi chết mất Vẫn nên làm tiểu nhân trước Rồi sau này làm quân tử sau Tả tiểu đa nghe Quế Hiểu Thành trả lời xong Lại trở nên do dự Sau đó mới nhẹ nhàng nói Gia tộc của các người Đã xảy ra vấn đề rồi Cái gọi là ác mộng kia Đã bao phủ lên toàn bộ gia tộc của các người rồi Đúng không Câu nói của Quế Hiểu Thành khi nãy Khiến cho tả tiểu đa hiểu rõ Dứt khoát vạch trần lời nói đừng nghĩ rằng ông Tả đây dễ nói chuyện. Nếu như nói là giải quyết vấn đề, đó là vì Quế Hữu Thành đã biết được có vấn đề gì. Quế Hữu Thành cười ngượng ngùng. Tả Tiểu Đa liếc nhìn hắn, sau đó nói tiếp: cái gọi là tường bị sập, ý chỉ chỗ dựa vững chắc sắp sụp đổ rồi đúng không? Gia tộc của các người phụ thuộc vào gia tộc khác, sau đó gia tộc cấp cao của các người lay động rồi chứ gì? Quế Hiểu Thành giật nảy mình, nhìn Tả Tiểu Đa muốn nói gì nhưng lại thôi. Những lời Tả Tiểu Đa nói đều rất là đúng. Tình hình chính là như vậy, nhân vật quan trọng mà gia tộc vốn dĩ đang dựa vào kia sắp phải thay đổi chỗ ở, phải chuyển đi, hơn nữa còn không biết sẽ đi đến nơi nào. Chỉ nhìn thấy công sức đã bỏ ra nhiều năm sắp trở nên uổng công, sau này có thể liên kết với bên trên làm theo ý mình được hay không? Sau này cán bộ đến vùng này sẽ là cán bộ gì, rất khó biết được. Vì vậy mà bây giờ gia tộc đang rất lộn xộn, nói gì cũng có. Mà bước ngoặt nguy cấp này, lựa chọn là chuyện rất quan trọng. Một khi chọn sai sẽ khiến cho gia tộc hối hận mãi về sau. Tả tiểu đa sớm đã nhìn ra, hắn ngửa đầu suy tư một lúc, tập trung suy nghĩ rồi thấp giọng nói. Bám chặt núi xanh chớ có buông lỏng, người đến hướng đông ta đến theo thành tâm mới đổi được thành tâm, tình lâu dài mới có được chân tịnh, nhớ kỹ chưa? Vẻ mặt của Quế Hiểu Thành khẽ thay đổi, sau đó nói. Cảm ơn lời nhạy ý sâu của lớp trưởng tả. Tả Thiểu Đa nói tiếp. Nếu như không nghe theo lời ta thì thôi vậy, nhưng nếu dựa theo lời ta nói mà có kết quả tốt, thì nhớ kỹ, phải chắn một tảng nhật nguyệt thạch lấy ở trước quan trong sân ở phía nam. Nhớ kỹ là đá ở trước quan đừng có lấy ở trên quan cũng đừng sau quan người hiểu chứ hiểu rồi quý hiểu thành đọc lại vài lần cho chắc ghi nhớ còn chưa yên tâm nên lấy bút ra viết mấy câu nói đó vào trong lòng bàn tay lúc này mới rời đi như vừa nhặt được vàng chạy sang một bên gọi điện thoại lý thành long không có hiểu tả lão đại sao phải là hướng nam bởi vì tây nam chính là quỷ môn từ xưa tới nay cửa hướng về phía tây nam nhất định sẽ có họa đó là định số cả đại lục này không có cửa chính nào hướng về phía tây nam bởi vì là phong đô môn vì phong đô quỷ thành trong truyền thuyết chính là nằm ở phía tây nam lần giao động này của gia đình quế hiểu thành trên thực tế đã bước nửa bước vào quỷ môn mặc dù ta chỉ điểm nhưng một chân đã ở trong quỷ môn rồi cần phải dùng nhật nguyệt thạch ở trước quan trực tiếp trấn giữ quỷ môn lý thành long cái hiểu cái không tả tiểu đa nhẹ nhàng nói nhưng mà sau này gia đình quế hiểu thành không thể có bất cứ dao động nào nữa một khi dao động sẽ là tai họa diệt tộc bởi vì nhật nguyệt thạch là linh hồn anh hùng linh hồn anh hùng không phù hộ người bất trung bất nghĩa một khi dao động lần nữa thì anh linh sẽ lập tức rời khỏi quỷ môn hoàn toàn mở rộng thần tiên cũng không thể nào cứu vừa mở cửa đã lập tức có rất nhiều người xông tới. Lớp trưởng tả, lớp trưởng tả hả? À? Lý Thành Long đứng một bên hét to. Đưa tiền, đưa tiền bên này. Đợi tới lúc bắt đầu vào học, thì tả tiểu đa đã kiếm được 250 viên tinh hồn ngọc thường phẩm rồi. Xem như là kiếm được một ít. Ngoài việc con số này khiến hắn có chút khó chịu ra, thì những thứ khác đều ổn. Mà lúc này phía sau vẫn còn rất nhiều người đang đứng xếp hàng quản lý Lý Thành Long lập tức đứng ra duy trì trật tự. Mọi người không cần nôn nóng. Bây giờ đã là thời gian vào học rồi. Mọi người vẫn nên xem trọng việc học đi. Xem tướng đành đợi sau này. Thời gian rảnh của tả lão đại tương đối dư giả. Không xếp hàng được cứ đến tìm ta. Ta sẽ đăng ký xếp hàng cho các người. Ta nói cho các người biết. Đợi sau khi mọi thứ được ứng nghiệm. Các người sẽ biết tướng pháp của tả lão đại thần kỳ ra sao. Đáng tin ra sao. Đệ nhất tướng pháp tuyệt đối không phải là nói điêu. Thật ra, mọi người thật sự không cần phải sốt ruột như vậy. Mọi người có thể đợi kết quả cuối cùng của các bạn học đã đến lượt xem tướng vào hôm nay, thì đâu có muộn đâu. Dù sao bây giờ cũng chỉ là những lời nói suông không có bằng chứng. Mọi người đều khịt mũi xem thường cách nói của lớp phó lý. Người xem bọn ta là lũ ngu hay sao? Ai mà không biết người khác được xem đều sẽ chứng thực là chuẩn xác sau đó có lòng tin nhưng nếu thật sự đến lúc đó thì tiền xem tướng sẽ không chỉ là 50 viên thượng phẩm như lúc này. Đến lúc đó tăng lên gấp mấy lần cũng không có cửa xếp hàng. Điều này mọi người đều hiểu rõ trong lòng. Dù sao cũng đều là nhân vật từng được gọi là thiên tài. Ai ngu hơn ai, điểm then dốt này còn nhìn không ra sao? Vậy là một đám người như ông lập tức tìm Lý Thành Long ghi danh. Mọi người trực tiếp đưa tiền xem tướng luôn. Lý Thành Long vừa thu tiền vừa nhăn mặt là hết, lỗ chết, lỗ chết rồi thầm tính tiền hoa hồng của mình trong lòng mà vui như trễ hội ôi giàu to rồi cùng với bắt đầu của sự nghiệp xem tướng thu gom của cải vĩ đại thì thời gian tải tiểu đa vào phòng trọng lực tu luyện đã giảm từ 4 tiếng xuống còn 3 tiếng rưỡi thời gian cố định buổi chiều cũng giảm xuống theo cộng thêm thời gian sau khi tan học một ngày có thể xem được cho 20 người chuyện đó đối với tải tiểu đa mà nói thật sự không có chút khó khăn nào căn bản chỉ cần nhìn sơ qua là có thể hiểu được hết. Dù sao thì, thực lực bản thân của những người đến tìm tả tiểu đa xem tướng ở giai đoạn hiện nay đều yếu hơn. Tả tiểu đa, thật sự bất cứ chuyện nào cũng đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Nhưng mà thưa khiến cho tả tiểu đa hoang mang, chính là sao dạo gần đây, không có ai đến tìm mình cướp bàn. Không phải là đến lượt lớp 3 rồi sao? Sao không có động tĩnh gì? Chuyện này không hợp lý. Không nên, không nên. Hắn không hề biết trong phòng học của lớp 3 năm 2 vào lúc này, giáo viên chủ nhiệm đang dẫn dắt toàn bộ học sinh nghiên cứu video chiến đấu của tả tiểu đa, bao gồm mức độ sức mạnh trong mỗi một đợt tấn công, hầu như đều có ghi dấu. Còn có đủ loại phân tích về từng loại chiến pháp, từng loại thủ đoạn, sức mạnh bản thân của hắn đã phân tích được 3 ngày rồi. Từ thi đấu của tả tiểu đa cho đến trận chiến cướp bàn gần đây nhất. Nhìn thấy chưa? Giáo viên chủ nhiệm gõ gõ bàn sau mỗi lần chiến đấu thì thực lực của tả tiểu đa đều tăng lên hơn nữa mức độ tăng lên còn rất lớn trước mắt đã tu luyện trong phòng trọng lực gấp trăm lần trong nhiều ngày trong đám các người có người nào từng vào phòng trọng lực gấp trăm lần chưa ánh mắt của vài học sinh đứng hàng tóc trong lớp trở nên nghiêm trọng phong cách chiến đấu của tên này thay đổi đa dạng ít có thiếu sót mà tất cả thủ đoạn đều đạt đến mức độ vô cùng thành thạo chỉ với điểm đó cũng đã khiến người khác há miệng ngạc nhiên, khó mà tin được. Vị giáo viên này nói, Người xem cách thi triển kiến thuật của trận chiến này đi, thành thạo đến cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt tự nhiên, còn dùng tinh không bộ để làm chư thúc phụ, bộ pháp kết hợp kiếm pháp, lộ rõ sự nhẹ nhàng hòa nhã tùy ý, lại không chỗ nào không thấy, không trừ một nơi nào. Sau đó chuyển sang video khác còn kiếm của trận chiến này có thể tấn công giống như mưa to gió lớn hoàn toàn khác xa với chư pháp khi trước là nhìn thủ pháp ám khí trong trận chiến này xem kỹ năng võ thuật của trận chiến này đã nhìn ra được gì chưa phong cách tùy ý có thể sinh ra thay đổi đối với những đối thủ khác nhau có đặc sắc là tính tiêu điểm đúng nhưng điểm đó chỉ là một trong những điểm đặc sắc thôi tại tiểu đa này có một đặc điểm rất nổi bật chính là từ xưa tới nay không hề tốn nhiều sức trực tiếp sử dụng cách có thể khống chế đối thủ để đánh bại giành chiến thắng ngoài ra trong khi đối chiến hắn có đặc tính không có kiên nể khi hắn cảm thấy khoảng cách xa ám khí có thể có hiệu quả thì sẽ dùng ám khí cảm thấy dựa vào chèn ép mà có thể giải quyết được đối thủ nhanh nhất thì sẽ lập tức trực tiếp dùng chiến pháp chèn ép đó là một loại trực giác chiến đấu gần như là hoàn hảo quan trọng nhất còn nằm ở chỗ trong mỗi một trận chiến từ trước tới nay hắn đều chưa từng dùng hết toàn bộ sức lực, chưa từng lộ hết ác chủ bài. Giáo viên chủ nhiệm này thở dài. Nếu như các người muốn đánh thì vẫn có thể đánh, có điều ta thật sự không xem trọng trận chiến này, hoàn toàn không tồn tại tỷ lệ thắng, 100% sẽ thua. Lớp trưởng cũng thở dài. Bọn ta cũng cảm thấy như vậy, nhưng mà trận chiến này nhất định phải đánh, đánh cho bằng được. Nói rất hay, trong mắt giáo viên chủ nhiệm có ý khen thưởng. Đúng, thà rằng bị đánh chết, không thể bị dọa chết. Ngày mai chiến với tình nhóc họ tả kia đi. Đứng đầu lớp 3 năm 2, một thanh niên mặc đồ đen gầy gò, buồn đau thấp giọng nói. Lớp trưởng suy nghĩ lại đi. Bây giờ, người đã đột phá anh biến rồi, mà hiện nay tại tiểu đa chẳng qua, chỉ vừa mới đột phá thay thức vài ngày. Hai bên đánh nhau, thắng cũng không vẻ vang gì, nhưng không thắng là thành trò cười. Hãy tính toán vì danh tiếng Nếu không đánh còn nực cười hơn Học viên tìm long như chúng ta Sau này đa số đều sẽ phải ra chiến trường Sống chết là cực kỳ bình thường Hướng chi là một chút danh tiếng Năm xưa ta không thể vào được lớp 1 Nên vẫn luôn canh cánh trong lòng Liên tục thách đấu hơn một năm Liên tục thất bại Vẫn liên tiếp chiến đấu bất chấp không ngừng thất bại Khúc hướng nhân ta đã thua rất nhiều trận đấu rồi Làm gì còn thể diện nào mà nói Buổi trưa ngày mai một mình ta đi là được rồi các bạn học bên cạnh đều hít sâu một hơi. Ngày mai chúng ta cùng đi, thắng cùng ôm trọn, thua cùng xấu hổ. Chẳng qua cũng chỉ có vậy, không cần quan tâm. Được, vậy thì cùng đi, ta phải cố gắng chiến thắng để ôm trọn cùng ngươi. Khúc hướng nhân cười ha ha. Đều vui mừng nhất trong hơn một năm qua, chính là nếu như lúc đầu ta được phân vào lớp 1, e rằng sẽ không thân thiết với các người được như này. Như vậy mới càng là điều hối tiếc của cuộc đời ta. Ngày mai cùng đi, cùng đi. Không phải là cùng nhau đứng ăn cơm thôi sao? Ông đây vẫn luôn ngồi ăn, đã có hơi không có tiêu hóa nổi rồi. Khúc hướng nhân nhìn các bạn học của mình, ánh mắt tràn đầy ấm áp. Đến ngày hôm sau, tập thể lớp 3 đều ngẩn ngơ. Bàn bạc lâu như vậy, thảo luận lâu như thế, kết quả khi lớp trưởng tiến lên đối chiến cùng tả tiểu đa, bị tả tiểu đa chém cho một kiếm đã lùi thẳng về sau 30 mét. Trên mặt đất còn lưu lại một vết kiếm khá sâu. Khúc hướng nhân dứt khoát nhanh nhẹn nhận thua. Nhìn vết kiếm trên mặt đất, khúc hướng nhân nghĩ mà còn rùng mình. Kiếm của tả tiểu đa chỉ là một thanh kiếm nhỏ khoảng 7-8 lạng. Nhưng khi chém về phía bản thân thì khúc hướng nhân lại cảm nhận được rõ ràng. Nó như là một cái rượu lớn khi thế như xe rách bầu trời, hoặc là đại trùy phá vỡ trời đất. Chênh lệch quá là lớn. Tả Tiểu Đa khai chiến, ngành ngang không chút khách khí, bước đến, một kiếm quyết định thắng thua. Từ thế đi ngành ngang của hắn trong chớp mắt đã tăng thêm vài phần phóng khoáng tự nhiên. Đẹp trai thật đó! Có vài học sinh nữ nhìn thấy đỏ mặt. Nhịp bước chân không chút khách khí kia, thật sự là đẹp muốn xỉu luôn. Đúng đó, từ thế nghiêng cổ lắc tay, sải bước của lớp trưởng tả, khiến ta nghĩ tới hai chữ... Hai chữ gì? Vô địch! Ta cũng nghĩ tới hai chữ đó đó. Bên cạnh có người liếc mắt. Ta cũng nghĩ tới hai chữ nè. Mẹ kiếp. Nhìn thấy các người, ta đã nghĩ đến hai chữ. Tiết tháo. Mọi người hiếu kỳ vội vàng hỏi, đó là gì? Bái phục. Tâm phục khẩu phục. Khúc hướng nhân cực kỳ chân thành nói. Bởi vì hăng vốn không ngờ rằng, có lẽ gồm cả giáo viên cũng không ngờ được. Tả tiểu đa đã đạt đến cảnh giới nâng bậc nhẹ như nâng vật nặng cử trọng nhược khinh rất khó. Nhưng mà nâng vật nhẹ như nâng vật nặng lại còn khó hơn gấp 10 lần. Nếu như sớm biết tả tiểu đa có thực lực như vậy, thì e rằng đến cả ý định gây chiến, khúc hướng nhân cũng không dám nghĩ tới. Tiến lên chỉ có mất mặt, không còn con đường nào khác. Khúc hướng nhân thất bại. Lúc toàn bộ lớp 3 đứng ăn cơm, bọn hắn phát hiện lớp 2 cũng đang đứng ăn cơm. Lớp 2 năm 3 trực tiếp lựa chọn nhận thua bởi vì khúc hướng nhân đã sớm đánh thắng toàn bộ thành viên lớp 2 rồi. Bây giờ khúc hướng nhân đã thua, cho dù bọn hắn có đặc biệt chiến đấu lại lần nữa, dù trong lòng có không cam tâm, thì cũng là một trận chiến chắc chắn thua, không có tâm huyết. Ngược lại còn không bằng tự mình biết mình nhận thua cho nhanh. Hiện tại năm 2 đã cướp bàn thua tả tiểu đa rồi, cũng không còn tâm trạng tâm lý không phục hay bất bình nào. Mà vẻ mặt của mỗi người đều như thường, dường như mỗi người đều cảm thấy chuyện này rất bình thường thua mới là chuyện thường. Thắng ư, ừ, còn mẹ nó chưa từng nghĩ qua. Thể diện sao? Người ta là trâu bò, người nói thể diện với ta mà làm gì? Sau đó vẻ mặt của mỗi người đều có biểu cảm như xem được kịch hay. Cứ như vậy mà tất cả áp lực đều tập trung lên trên lớp thiên tài năm trước, lớp 1 năm 2. Có thể ngăn chặn được sự lớn mạnh vượt bậc của tải tiểu đa hay không, đều phải trông chờ vào đám thiên tài lớp 1. Từ lớp 2 năm 2 cho đến lớp cuối cùng của năm 2, tổng cộng có hơn 1.000 người đều ôm một bụng chờ. Thậm chí còn có người bắt đầu giao dịch bằng miệng. Cược đánh qua năm 2, năm 1 tuyệt đối không ngăn nổi. Nhưng mà không ai chịu đặt cược, biết rõ nhất định sẽ thua thì cược mà làm gì? Những học viên thiên tài của lớp 1 năm 2 biểu thị cho áp lực lớn như núi. Đối mặt với đám yêu nghiệt này thì bất kỳ ai cũng sẽ không dám nói mình nhất định sẽ thắng. Vậy để ta lên trước cho Một người có thân hình nhỏ gầy gò Đường thiên thủ Là người đầu tiên đứng dậy Từ trong cuộc thảo luận của học sinh lớp 1 Ta cũng có năng khiếu về ám khí Khi tả tiểu đa đối mặt với kẻ thù Thường sử dụng ám khí Cứ để ta đi thăm dò thử Ta vì hắn đọ một trận ám khí Xem xem ai đứng đầu về phương diện ám khí Tên thật của đường thiên thủ Không phải là đường thiên thủ Mà là đường cẩm bằng thật sự nói đến cũng rất vang dội. Một cái tên mang hàm ý rất tốt, nhưng sau khi dùng thủ pháp ám khí gia truyền để nổi tiếng tại cao võ tiềm long, thì dứt khoát đổi tên mình thành đường thiên thủ. Đó là một người vô cùng tự tin. Cũng được. Là khi nào? Trước tiên, ta nghĩ biện pháp đối phó đã. Gửi video các cuộc thi đấu trước kia của hắn cho ta, để ta nghiên cứu kỹ càng. Nét mặt của Đường Thiên Thủ lúc này rất nghiêm trọng, còn có vài phần phẩm chất cao quý cuồng nhiệt giống như sắp hành hương. Đúng vậy, chính là phẩm chất cao quý, còn có cuồng nhiệt giống như sắp hành hương. Không có nguyên nhân nào khác, trước đó Tả Tiểu Đa ném ám khí trên mặt đất, sau đó không có bất cứ hành động nào tiếp theo, dưới tình huống gần như không có chút dấu hiệu nào. Khoảnh khắc ám khí bị vứt sang một bên, tự động đột nhiên phát nổ, khiến hắn có ấn tượng rất sâu sắc, khắc thẳng vào trong tim trận chiến đó đối tượng đối chiến với hắn là Hàng Sung. Lúc đó Tả Tiểu Đa vẫn đang trong trận chiến đấu kịch liệt, toàn lực trốn tránh các đòn tấn công của Hàng Sung. Nhưng am khí trên mặt đất vẫn cứ tự mình nảy lên giống như tự mình phát động. Tất cả mọi người đều nghĩ đó là chiêu thức phụ đã được Tả Tiểu Đa bố trí sẵn. Nhưng mà đường thiên thủ biết rõ đó là chuyện không có khả năng. Ít nhất loại ý kiến này không toàn diện, quá phiến diện. Chắc chắn sẽ có sự tồn tại của chiêu thất phụ nhưng động lực gốc của chiêu thức phụ tuyệt đối không có khả năng dán linh lực lên trên ám khí. Trải qua lâu như vậy lại tự động phát nổ. Hơn nữa góc độ vừa chuẩn xác như vậy tuyệt đối không có khả năng. Khả năng duy nhất là khi tả tiểu đa chiến đấu đã tìm cơ hội để hành động. Khi có cơ hội hợp lý nhất, vị trí thích hợp nhất, manh khóe vô cùng cao siêu tuyệt vời, phát động những ám khí đó mới có thể đạt được hiệu quả như vậy. Mà đến tận bây giờ, đường thiên thủ vẫn chưa tìm ra Rốt cuộc, hắn phát động kiểu gì? Không nghi ngờ gì, đó chắc chắn là điểm chính yếu. Cơ hội hợp lý nhất, vị trí thích hợp nhất, những thứ đó đều không khó để đẩy lùi. Duy nhất chỉ có mánh khóe để phát động hành động đó, đến nay vẫn chưa nghĩ ra. Thật sự là kỹ thuật điều luyện vô cùng kỳ diệu. Cuộc sống và cao võ tiềm long giảng đơn bình thường, hoàn thành từng bước là được. Dường như tất cả mọi thứ đều đã đi vào nề nếp, tả tiểu đa đi học xem tướng tan học vào phòng trọng lực vào dịch không tháp luyện trùy, ngủ cứ lặp đi lặp lại tuần hoàn qua lại đơn điệu nhưng đầy đủ mỗi buổi chiều sau khi tan học hai thiếu niên đều sẽ quân lấy thạch bà nghe kể chuyện nghe đến say sưa thích thú lúc đầu thạch bà không muốn kể nhưng tả tiểu đa cứ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ thạch bà người cứ kể cho bọn ta nghe đi sau này bọn ta cũng phải gia nhập giang hồ đến chiến trường mà mỗi một câu nói của người đều là kinh nghiệm biết đâu câu nói đó có thể giúp cho bọn ta giữ được một mạng thì sao thạch bà không biết làm sao chỉ có thể giả vờ như không có nhẫn nại thỉnh thoảng kể vài câu chuyện lúc đầu chỉ có hai người nghe sau này hàng xung cùng hàng băng cũng chạy đến nghe cùng sau đó nữa thì chân phiêu phiêu vũ yên di mạnh trường quân hách hán cũng chạy đến ngay chung. Mỗi ngày sau khi tan học, thì bên này thật sự giống như lại bắt đầu vào học. Mười mấy thiếu niên thiếu nữ giống như chim con gào khóc đòi ăn. Cái miệng nhỏ màu vàng nhạt vươn lên trong tổ đợi chim mẹ cho ăn. Thạch bà vô cùng bất lực đối với chuyện này. Ta là, xem như lại trở lại buộc giảng rồi sao, lại bắt đầu làm giáo viên rồi nhưng đối với sự thay đổi đột ngột này hoàn toàn không có chút dấu hiệu nào nên không hề có chuẩn bị chuyện quan trọng nhất rõ ràng là ta không muốn mà trên miệng thì thạch bà nói là không muốn nhưng rõ ràng vẫn cảm nhận được tinh thần của bản thân đang xảy ra thay đổi nội tâm của bản thân vẫn có khát vọng truyền tất cả học thức của mình cho đám trẻ làm phong phú thêm kiến thức của bọn hắn dùng kinh nghiệm của bản thân bồi dưỡng bọn nó từng chút một đào tạo bọn nó thành tài, giảm bớt nguy cơ sinh tử cho bọn nó, nâng cao thực lực cho bọn nó. Sau này trên giang hồ, trên chiến trường, đám trẻ mà ta từng dạy qua sẽ không thua kém bất kỳ ai. Rất nhiều ngày sau đó Thạch Bà mới phát hiện bản thân đã bắt đầu chú trọng cách ăn mặc của mình. Là một giáo viên, là tấm gương sáng cho người khác thì không thể nào lôi thôi lết thích. Sạch sẽ, thoải mái, chỉnh tề, mới là biểu hiện mà một giáo viên nên có thậm chí mỗi buổi tối sau khi kể chuyện xong thì thạch bà đều suy nghĩ xem ngày mai sẽ kể gì với nền tảng của đám trẻ này thì cần phải tăng cường phương diện nào đây như vậy có cần phải chuẩn bị bài giảng làm giáo án hay không sau đó đã thật sự chuẩn bị bài giảng tất cả đều không nén nổi tình cảm như vậy tự nhiên mà đến ta không phải làm giáo viên ta chỉ là một nhân viên không nghề nghiệp mở một lớp phụ đạo mà thôi muốn đến thì đến không cưỡng cầu thạch bà tự mình an ủi bản thân hy vọng có thể cách rời bản thân và nghề nghiệp giáo viên khiến bà căm ghét kia ra ta không cầu đền đáp không mong học trò khắp nơi chỉ mong tương lai của đám trẻ trên chiến trường có thể bảo vệ bản thân tốt hơn chút sống lâu hơn chút chỉ vì người đẹp như ta không muốn đi tảo mộ cho học sinh của mình thôi. Cuộc sống của tả tiểu đa ở cao võ cứ từng bước từng bước về phía trước một cách bình yên, chăm chỉ như vậy. Tất cả sự việc trong cao võ tiềm long cũng đều tiến triển dần dần từng bước một, một cách bình thường yên ổn như thế. Như thể tất cả các toàn tính bẩn thiểu đã phát sinh, âm mưu quỷ kế, toàn bộ đều đột nhiên không xảy ra nữa, không thấy bóng dáng toàn bộ thế giới đều yên bình trở lại. Ngoại trừ tiếng la hét chiến đấu cắt gọt mài dũ của đám học sinh ở cao võ, thì khắp nơi đều là vẻ yên bình. Thượng Kinh, Bạch Vân Tử Lô Đây là nơi sống của một nhân vật huyền thoại. Bạch Vân Đình, vọng khí đại sư nổi tiếng của viêm võ đế quốc. Truyền thuyết có liên quan đến hắn đã trở thành huyền thoại từ lâu, được rất rất nhiều người say xưa nói tới ở phương diện phong thủy gia trạch bạch vân đình được gọi là đệ nhất thiên hạ đương thời chỉ có duy nhất một người đông phương luận chiến bạch vân xem nhà đó là bạch vân đình tự mình nói hai câu nói rất tự phụ hàm ý trong đó rất rõ ràng trên phương diện phong thủy gia đình thì cho dù là đông phương đại soái dùng vọng khí thuật để nổi tiếng thế giới uy chấn thiên hạ cũng không có bằng hắn hồng trần thế gian một khách qua đường tự phủ thiên đình vân đăng nhân. Trong lòng đều đã có càng khôn định, tay bác nhân gian phù cùng trầm. Lần đầu tiên Bạch Vân Đình hành động, chính là phó gia ở Kinh Thành. Nghe nói khi tổ tiên phó gia du lịch nhân gian đã từng có một bữa cơm ân nghĩa ở nhà Bạch Vân Đình. Thế nên khi phó gia tan hoang, thì Bạch Vân Đình đã chủ động ra tay, khiến cho phó gia từ một gia tộc hàng hai, chỉ trong vòng 40 năm ngắn ngủi đã nhảy vọt thành gia tộc hạng nhất. Cứ như vậy cho đến hiện tại, thế lực vẫn luôn mở rộng, có thừa không thiếu. Lần thứ hai hành động cũng là cùng năm, khiến cho Khổng gia vốn đã gần thời suy bại chuyển mình vùng dậy, liên tục xuất hiện văn hào chiến tướng trong gia tộc, danh tiếng quay lại thời đỉnh cao, đến nay vẫn thế. Lần thứ ba hành động là Cô gia. Cô gia có kẻ thù mạnh mẽ khắp nơi vào năm đó, ở trong tình trạng lung lay sắp đổ, hoặc là bị tiêu diệt vào mai kia, hoặc là bị kẻ thù chia cắt sạch sẽ. Bạch Vân Đình chỉ sắp xếp một chút, chỉ điểm đôi câu. Cô gia không màng nguy hiểm đã rời khỏi hoàn cảnh khó khăn chỉ trong thời gian 2 năm sau, cũng khôi phục lại địa vị gia tộc bậc nhất, thậm chí còn vượt hẳn lúc ban đầu. Năm đó, Bạch Vân Đình có nói, Lần sửa phong thủy này có hơi bất ngờ, dưới cây ngô đồng, phường hót với trời, có âm thanh dây đàn cửu thiên rơi xuống. Tương lai con gái của gia tộc có lẽ sẽ xuất hiện một đại sư âm nhạc nổi tiếng thế giới. Quả nhiên, sau này người nổi tiếng cô lạc nhạn ra đời, trong khoảng thời gian ngắn nổi tiếng khắp nơi. Sau chuyện này, tất cả những người hiểu rõ tình hình càng không phục vị bạch đại sư, phục đến không thể phục hơn, là một nhân vật thần thoại tại Thượng Kinh. Đến cả vương hầu cũng cực kỳ trọng đại hắn tất cả các con nhà giàu sang quyền quý khi nhắc đến đại sư này cho dù chỉ là nói chuyện phím rồi bàn đến người không có ở đó nhưng cũng không dám có chút bất kính bạch đại sư hiểu rõ thiên cơ như vậy thì liệu có người mắng hắn hắn lại không biết sao một khi hắn biết được thì hậu quả khó mà đoán tâm trạng tốt không tính toán thì thôi đi lỡ như lúc nghe thấy tâm trạng không có tốt một câu nói của một công tử sẽ chôn vùi tiền đồ của cả một gia tộc đó cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì. Vì vậy, hãy thận trọng từ lời nói đến việc làm của mình đi. Do đó có thể thấy sự hưng thịnh danh tiếng của Bạch Đại Sư. Bạch Đại Sư rất ít khi ra tay, đặc biệt là xem tổ mộ. Có thể không xem thì sẽ không xem. Có được một thì sẽ có mất đi một. Thế giới vốn là điểm lợi ích như vậy. Cho người rồi thì sẽ lấy lại từ nhà của người khác đối với vọng khí sĩ bọn ta mà nói có hại cho phú duyên chỉ có thể thừa cơ mà làm không có cách nào có thể ép buộc thay đổi nếu như có gia tộc làm ngược lại thì đối mặt với sự suy bại chẳng qua cũng chỉ là nhân quả tự nhận mà cùng với sự suy tàn của gia tộc này cũng đồng nghĩa với việc sẽ có gia tộc khác vùng lên chiếm lấy còn khí vận vẫn như cũ là những thứ đó cái gọi là phong thủy vọng khí chẳng qua cũng chỉ là điều động, tập hợp những khí vận bị phân tán kia, sau đó là dùng địa thế từ từ dẫn đường, làm lớn mạnh vận thế bản thân, chẳng qua cũng chỉ có như vậy mà thôi. Những lời Bạch Vân Đình nói dường như rất khiêm tốn. Nhưng càng như vậy sẽ càng khiến cho các quý tộc ở Thượng Kinh đổ xô vào xem, tôn kính. Những năm gần đây, Người Tôn Bạch Vân Đình là đệ nhất vọng khí tông sư của viêm võ đế quốc càng lúc càng nhiều. Nhưng Bạch Vân Đình vẫn luôn kiên quyết không nhận. Gọi là đại sư đã hết sức lo sợ rồi. Cái gọi là tông sư kia tuyệt đối không dám nhận. Nhưng hắn càng khiêm tốn càng từ chối, ngược lại càng lộ ra vẻ tài giỏi. Loại danh tiếng như mặt trời ban trưa của Bạch Vân Đình đại sư ở Thượng Kinh là không thể lay động Bạch Vân Tử Lô ẩn nấp sau núi xanh, mây mù lượn lờ. Trúc Tý xung quanh lung lay, không nhốn bụi trần. Trúc Tý 3 km, nhà tranh 35 giang, hồng trần ở trước mặt, trong lòng cửu trọng thiền. Chính là Bạch Vân Định, Bạch Vân Cư Sĩ. Bạch Vân Tử Lô rất ít khi có khách tới. ồn ào náo động chính là thứ mà Bạch Đại Sư không thích nhất. Trước khi khách đến đều sẽ khai báo thân phận ở dưới chân núi có người giữ tại đó không cho phép bất cứ ai tiến vào khu vực của núi này nếu như người đến thăm thật sự có thân phận có địa vị có tiền có việc gấp có thể gọi điện thoại hẹn trước thông qua người ở dưới chân núi nếu như bạch đại sư không đồng ý thì cho dù có thân phận cỡ nào cũng sẽ từ chối tiếp hiếm có người nào dám mạnh mẽ xông vào núi này chủ yếu là vì không dám xông vào đã từng có một vị địa chủ giàu có ở địa phương tây phương muốn trả một triệu tinh hồn ngọc thượng phẩm, mời Bạch Đại Sư hành động một lần. Sau đó Bạch Đại Sư cũng không hề quan tâm. Địa chủ giàu có không có chịu buông tha, sau này càng nói lời ngông nghênh. Sau đó khoảng nửa tháng, vì địa chủ giàu có đã bị phá sản. Cường hào ác bá ở khắp mọi nơi tự động ra tay, mạnh mẽ giết chết. Bạch Đại Sư là người như nào, thân phận ra sao, mà một tên địa chủ giàu có như người cũng có thể chỉ trích. Hôm nay Bạch Vân Tử Lô có khách tới. Bên trong Tử Lô, Bạch Đại Sư mặc áo gai rộng rãi trên người, trên đầu có một búi tóc, cắm xuyên qua một cây trâm màu tím không rõ chất liệu gì. Khuôn mặt gầy gò mang cốt cách của tiên nhân, vẻ mặt hững hờ. Khi tức trên thân vượt ngoài thế tục, cứ ngồi điềm tĩnh như vậy tại đó, giống như lúc nào cũng có thể cưỡi gió bay đi. Bạch Sư Cao gia chủ ngồi ngay ngăn trước mặt Bạch Đại Sư, vẻ mặt do dự bất định. Sau khi bị bộ trưởng Nam mắng cho một trận, thì cảm xúc trong lòng Cao gia chủ cứ lẫn lộn, không biết phải làm như thế nào, nên đã nghĩ tới đến đây theo bản năng. Ta đã biết hết mọi chuyện rồi. Bạch Vân Đình không hề chớp mắt, nhàn nhạt nói. Thừa cơ mà làm, tự nhiên Cao gia sẽ có cơ hội lên như diều gặp gió nhưng hiện nay dường như mắt khí vận đã bị chặn rồi đây cũng là chuyện không có cách nào khác mắt khí vận bị chặn rồi cao gia chủ cao mày nhất định phải nhớ không được hại người bạch vân đình thản nhiên nói nói đến khí vận thì mọi cách nói đều rối ren nhưng mà bản chất như một mặc dù đại khí vận nhất định sẽ đi kèm với khí thế binh đao nhưng nếu như có thể không sát sinh, có thể không hại người, hết sức có thể đừng hại người đặt lợi cho mình. Nên biết, những quả báo đó đều ở sau này, khi đến lúc tự nhiên sẽ có báo. Cao gia chủ như đang suy nghĩ điều gì, cái hiểu cái không, không hiểu rõ nhưng vẫn cảm thấy rất lợi hại. Vẫn nhờ Bạch Đại Sư chỉ điểm sai lầm, giúp Cao gia ta kéo dài không ngừng nghỉ. Tùy tâm mà đi, vừa ý mà làm. Cao gia chủ, có lẽ lúc này đã phải chịu áp lực rất là lớn đây. Bạch Vân Đình thản nhiên nói, nhẹ nhàng dơ tay. Người không cần nói, ta có thể nhìn ra. Áp lực của người có lẽ đến từ sự chen ép mạnh mẽ của bên trên. Mà luôn áp lực này khiến người không dám động, không thể động. Động thì gia tộc sẽ bị tiêu diệt đúng chứ bạch đại sư buông thõng tầm mắt nhẹ nhàng nói đại sư có mắt tin tưởng không sai chút nào cao gia chủ phục sát đất bạch vân đình quả nhiên là nhân vật xuất sắc trong truyền thuyết bản thân vốn không nói một chữ nhưng hắn vẫn hiểu hết toàn bộ chỉ với phần năng lực này thì đã có thể gây sốc cho toàn xã hội có lòng tưởng tượng được bạch đại sư bây giờ ta nên làm thế nào đây như nào mới có thể khiến cho cao gia ta không màng nguy hiểm chuyển nguy thành an cao gia chủ lo lắng trong lòng mở miệng truy vấn bạch vân đình ngồi thẳng tắp trên cao chìa ra hai ngón tay cong lên giống như đang cầm hoa dường như đang bấm tay tính toán rất lâu rất lâu sau mới khẽ thở dài sức người có hạn khí vận cao gia đã tận liệu có thể làm gì được đây cao gia chủ cực kỳ sợ hãi dù như thế nào, hắn cũng không ngờ được, đáp án mà Bạch Đại Sư đưa ra lại là đáp án như vậy. Cao gia lúc này có lẽ đã bắt đầu có con cháu trong gia tộc gặp vận rủi, hoặc là thương tật, hoặc là mất mạng. Bạch Vân Đình thản nhiên nói tiếp, nước sắp diệt vong, tất có yêu nghiệt, nếu như suy bại, tất vang chuông tan bây giờ cao gia đã bắt đầu đi vào con đường suy vong rồi trong thời gian nửa năm sắp đến có lẽ là thời gian năm tháng sẽ không ngừng có tin tức con cháu đã chết của cao gia truyền về bạch vân đình đại sư nhẹ nhàng thở dài cao gia chủ mồ hôi lạnh trên trán cao gia chủ chảy ròng ròng đại sư ta đây vẫn mong đại sư thương xót ban cho ta cách cứu nguy Bạch Vân Đình trầm mặt rất lâu cũng không hề nói chuyện. Cao gia chủ đợi hồi lâu cuối cùng không có nhìn được. Đại sư à? Chuyện này... Trên gương mặt gầy gò của Bạch Vân Đình vẫn là nét do dự. Cuối cùng vẫn nuốt những lời sắp nói vào trong bụng, than thở một tiếng. Chuyện này... Trên gương mặt gầy gò của Bạch Vân Đình vẫn là nét do dự. Cuối cùng vẫn nuốt những lời sắp nói vào trong bụng, than thở một tiếng nói. Cao gia chủ, trở về đi. Chuyện này, khí số của Cao gia đã tận. Hủy gia diệt tộc chỉ là chuyện trước mắt. Mà Cao gia chủ cản trở quá nhiều. Nhìn chung về võ pháp. Thử lỗi cho ta không đủ sức. Cao gia chủ chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh thấu xương thổi qua, toàn thân lạnh buốt Khí số đã tận, hủy gia diệt tộc. Toàn thân hắn rung rẩy, đột nhiên đứng lên quỳ trên mặt đất, dập đầu, hai tay nâng lên một chiếc nhẫn không gian, rồi rung giọng nói. Vẫn mong Bạch Đại Sư, để tình giao tình khi xưa, niệm tình cảm nhiều năm qua, chỉ điểm một con đường sống. Bạch Vân Đình than thở một hơi thật dài, lại do dự thật lâu. Cao giao chủ hai tay nâng nhẫn, quỳ không chút động đậy. 20 phút trôi qua, đột nhiên Bạch Vân Đình thở dài. Thôi! Nhẹ nhàng vương tay, một luồng gió mát nổi lên. Sau đó có một vật hình tròn từ bên ngoài bay vào trong tay hắn. Hắn đưa đồ vật tròn tròn này cho Cao Gia Chủ. Cao Gia Chủ có nhận ra vật này không? Cao Gia Chủ cao mày nhìn món đồ trong lòng bàn tay. Đây là hạch đào. Cầm lấy trở về nhà đi. Đại sư, cái này đây là ý gì? Ý trời nhân tâm Chỉ một chữ như vậy Đại sư Cái này Càng lúc càng lòng vòng khó hiểu Cao gia chủ cũng càng lúc càng mơ hồ Còn có tám chữ Khí số đã tận Hủy gia diệt tộc Chỉ cảm thấy đầu óc lúc này dường như đã không còn hoạt động Không nghĩ được gì hết Người đi đi Bạch Vân Đình nhắm mắt Cầm lấy vật này Không cần trở lại hôm nay ta không nói với ngươi bất cứ điều gì càng không đưa ra bất cứ biện pháp nào sau khi ngươi trở về cho dù có làm ra cái gì thì tất cả nhân quả đều không liên quan gì đến ta cao gia chủ duyên đời này đã tận sau này cho dù cao gia của ngươi thành công hay thất bại ngươi không cần trở lại đây nếu có tới ta cũng sẽ không gặp lại ngươi sau đó nhắm chặt mắt cũng không nói thêm lời nào, giống như một người chết đến cả hít thở cũng không có. Cao gia chủ hỏi đi hỏi lại hai lần, cuối cùng không nhận được bất cứ câu trả lời nào. Bất đắc dĩ mơ hồ đứng dậy, nắm chặt hạch đào trong lòng bàn tay, bối rối rời đi. Những không gian được đặt trên đệm cói chiếu sáng rực rỡ. Cao gia chủ vừa xuống núi vừa nhíu mày suy tư. Đại sư đưa ta hạch đào là có ý gì? Dùng hết củ cải có giá trị liên thành để mua một hạch đào cái này... Vừa ra khỏi cửa, đã lập tức tìm một nơi để hóa trang, thay đổi tướng mạo dáng người, dáng vẻ ưu buồn xuống núi trở về. Kết thúc tập 121 Bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.